Tổng Bí thư Tô Lâm đã được và mất những gì sau Hội nghị Trung ương lần thứ 10? Hội nghị Trung ương 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bế mạc vào chiều ngày 20 tháng 9 với kết quả được cho là không như ông Tô Lâm mong đợi. Cách đây chưa lâu, giới quan sát đều khẳng định ông Tô Lâm chắc chắn sẽ trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại đại hội lần thứ 14. Theo một số ý kiến, những diễn biến trên chính trường Việt Nam kể từ sau Hội nghị Trung ương bất thường ngày 3 tháng 8, khi ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư với các tuyên bố liên quan đến cải cách, được cho là đã đảo ngược được một cách nhanh chóng. Nhiều phát ngôn và hành động của ông cho thấy ông sẽ không duy trì đường lối của người tiền nhiệm. Ông Tô Lâm là một người chính khách thực dụng, không quan tâm đến vấn đề lý luận và có thể sẽ tiến hành một cuộc cải cách sâu rộng về đường lối cũng như nhân sự lãnh đạo mang dấu ấn của riêng mình. Một số nhận định cho rằng với chủ trương thân phương Tây và Hoa Kỳ, ông Tô Lâm và phe cánh đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ hệ thống quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10, ông và phe cánh đã mất nhiều hơn được. Đáng chú ý, vấn đề sửa đổi điều lệ Đảng là rất quan trọng để khẳng định quyền lực của ông Tô Lâm, nhưng Hội nghị Trung ương lần này đã không thông qua và quyết nghị không sửa đổi tại đại hội 14 mà sẽ giao Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 nghiên cứu. Dẫu rằng việc bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng từng được Ban chấp hành Trung ương thống nhất coi đó là vấn đề rất lớn và hệ trọng. Hơn nữa, trong vai trò trưởng tiểu ban văn kiện cuối tháng 2 năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định sẽ cho tổng kết kết quả 40 năm đổi mới từ năm 1986 đến năm 2026, đồng thời sửa đổi điều lệ Đảng trong đại hội 14. Nhưng Hội nghị Trung ương 10 vừa qua đã quyết định rằng đại hội Đảng 14 sẽ không sửa đổi điều lệ Đảng. Điều đó là một dấu hiệu cho thấy số đông thành viên Ban chấp hành Trung ương Đảng vẫn không tuân phục người đứng đầu Đảng hiện nay là ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Trái lại, ông Tô Lâm chỉ thành công trong nội dung thứ hai, đó là việc sửa đổi quy chế bầu cử để xóa bỏ các quy định phi lý của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề ra từ trước đại hội 12. Về việc ứng cử đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử với mục đích loại bỏ ứng viên Nguyễn Tấn Dũng. Và kết quả cuối cùng đã buộc cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải kết thúc sự nghiệp chính trị và về quê làm người tử tế. Theo một số ý kiến, sự thất bại của ông Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 10 lần này cũng là lý do giải thích vì sao kế hoạch thăm chính thức Hoa Kỳ của ông được cho là đã phá sản. Ngay sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương lần thứ 10, ông Tô Lâm cùng đoàn tùy tùng đã rời Hà Nội đi Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 9 với mục đích làm việc tại Mỹ chứ không phải là một chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ. Mục đích chuyến đi này là tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 diễn ra tại New York trong thời gian từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9. Sau khi kết thúc chuyến công tác tại Mỹ, ông Tô Lâm sẽ thăm chính thức Cuba. Nếu không có gì thay đổi, theo kế hoạch tại kỳ họp thường niên vào tháng 10 năm 2022, Quốc hội Việt Nam khóa 15 sẽ bầu chủ tịch nước mới thay cho ông Tô Lâm. Ông buộc phải tự nguyện rút lui khỏi chiếc ghế nóng này trước áp lực trong nội bộ của Đảng, đặc biệt là từ giới tướng lĩnh quân đội. Nguyên nhân sâu xa của vấn đề đó là nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ trở thành một lãnh đạo chuyên quyền và độc tài. Hơn thế nữa, ông đã và đang gấp rút tạo ra một cơ cấu quyền lực mang tính gia đình trị trong việc sắp xếp, bố trí và sử dụng các nhân sự chấn giữ các vị trí quyền lực then chốt, đặc biệt là với nhóm quyền lực Hưng Yên của ông. Đây là điều khiến cho phe tướng lĩnh quân đội đang tìm mọi cách để mà phản kháng và đưa ra tuyên bố quân đội mới là trung tâm quyền lực chính trị chứ không phải là công an. Quý vị và các bạn có xem bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm đã, đang và được mất những gì sau Hội nghị Trung ương lần thứ 10. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tô Lâm trả tự do sớm cho Trần Huỳnh Di Thức, tín hiệu cởi mở hay món quà đổi trác? Vào ngày 21 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tới Mỹ để tham dự kỳ họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thăm nước Mỹ và thăm cấp nhà nước đến Cuba.
Trước đó giờ, tù nhân đương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người đang chịu bản án 16 năm tù giam, đã được trả lại tự do vào đêm 20 tháng 9, trước thời hạn 8 tháng. Động thái này diễn ra chỉ chưa đầy một ngày trước chuyến thăm Mỹ của ông Tô Lâm. Ngoài ông Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Nam cũng trả tự do cho bà Hoàng Thị Minh Hồng, một nhà hoạt động môi trường của Việt Nam, giám đốc Trung tâm Hành động Liên kết vì Môi trường và Phát triển, và là người được tạp chí Forbes bình luận là một trong 50 phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất trong năm 2019. Ông Trần Huỳnh Duy Thức là một nhân vật có tư tưởng cải cách. Trước khi bị bắt vào năm 2009, ông là tổng giám đốc công ty dịch vụ điện thoại Internet OCI. Ông Thức bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào tháng 5 năm 2009 sau khi bị tuyên 16 năm tù và 5 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nếu không được trả tự do trước thời hạn, ông Thức sẽ phải thụ án đến cuối tháng 5 năm 2025. Ông Trần Huỳnh Duy Thức là một nhà hoạt động dân chủ nổi bật của Việt Nam và cũng là người sáng lập tổ chức Con đường Việt Nam. Ông Thức bị cáo buộc là nhân vật đầu tiên trong vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cùng với các vị án khác bao gồm Lê Thăng Long, Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung. Cả ba người này đều đã được trả tự do từ trước, cách đây nhiều năm. Trong suốt 15 năm thụ án, ông Trần Huỳnh Duy Thức đã bị giam tại nhiều trại giam khác nhau. Ông Lương cương quyết không chấp nhận ra nước ngoài tị nạn, cương quyết không nhận tội được xem xét giảm án, với lý do ông luôn khẳng định mình không có tội. Trong nhiều năm, nhiều tổ chức nhân quyền cũng như các quốc gia phương Tây đã hối thúc chính quyền Việt Nam trả lại tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức, cùng với các nhà hoạt động nhân quyền khác đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam chỉ vì lên tiếng ôn hòa cho các hoạt động tự do, dân chủ của họ. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam lại luôn phớt lờ các ý kiến này. Theo một số ý kiến, hành động trả tự do sớm cho ông Trần Huỳnh Duy Thức và bà Hoàng Thị Minh Hồng của Tổng Bí thư Tô Lâm cho thấy có những tín hiệu cởi mở hơn. Sau hơn 8 năm trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm bị đánh giá là một bộ trưởng hà khắc. Bởi đây là một giai đoạn mà nhà nước Việt Nam đã lên tiếng và đàn áp thảm khốc nhất đối với các tiếng nói phản biện, các hoạt động đòi tự do, dân chủ và các tổ chức xã hội dân sự. Tuy nhiên, đa số ý kiến, trong đó có ý kiến của giới đấu tranh cho tự do, nhân quyền khẳng định rằng không có gì gọi là sự cởi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm, mà thực chất việc trả tự do sớm hơn hạn định ít tháng đối với ông Thức và Hồng chỉ để là làm quà cho chuyến thăm Hoa Kỳ nhằm xoa dịu chính phủ Mỹ về sự đàm áp nhân quyền tại Việt Nam. Đây là vấn đề hoàn toàn không mới với nhà nước Cộng sản Việt Nam. Họ thường dùng các tù nhân đương tâm để làm món quà đổi trác trước các sự kiện quốc tế quan trọng hay các chuyến thăm viếng quốc tế. Ông Trần Huỳnh Duy Thức mới cho biết ông bị cưỡng bức phải nhận đặc xá. Ông từ chối không nhận đặc xá và không chịu rời khỏi nhà tù. Cuối cùng, ông bị cưỡng bức khiêng ra khỏi cổng nhà tù trước sự phản đối của các anh em tù chính trị ở đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tô Lâm trả tự do sớm cho Trần Huỳnh Duy Thức, tín hiệu cởi mở hay món quà đổi trác. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de